Hải Tú nghi vấn lộ clip sex, netizen lập tức chỉ ra điểm bất thường. Đêm ngày 18 tháng 2, mạng xã hội bỗng chấn động, netizen truyền tay nhau bài viết đề cập đến loạt tài khoản chuyên chất sex được cho là thuộc về một nữ diễn viên độc quyền trẻ tuổi của Vbiz. Theo bài viết này, nữ diễn viên nói trên là cái tên khá mới nhưng lại gây tranh cãi vì loạt hình nude nghệ thuật. Antifan đã tìm ra hình ảnh tương tự nữ diễn viên này tại loạt trang web chất sex và nữ diễn viên đó được cho là Hải Tú, nhân vật trà xanh đang được quan tâm nhất hiện nay. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, Hải Tú một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi bị đồn đoán hoạt động trên nhiều trang web sex. Cụ thể, các antifan đã phát hiện một loạt các hình ảnh bị nghi là của nữ diễn viên tại các trang web đen với nickname Ari Hải Tú hoặc real name Tutu. Đáng chú ý, kèm theo đó là các đề nghị chất sex và cung cấp miễn phí sex show. Nữ chính chúng ta của hiện tại cũng đề cập về số lượng fan và người xem theo dõi cô. Đây là một đoạn giới thiệu về mình do cô tự đăng tải tại trang web với nickname Ari Hải Tú. Ngoài ra, tìm kiếm nickname nêu trên Ari Hải Tú Camchat hoặc nickname DNA Hải Tú trên Google sẽ có nhiều kết quả dẫn đến các trang web người lớn có cung cấp dịch vụ chat sex khác. Các tài khoản chat sex free của nickname trên xuất hiện từ năm 2018. Video mới đây nhất, dài 1 tiếng 40 phút đăng tải vào ngày 13 tháng 9 năm 2020, không khỏi khiến cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn về việc cô nàng có sở thích nghiện tình dục và sẵn sàng show thân thể trên các trang web người lớn nhằm thỏa mãn sở thích của mình, cũng như có thêm nguồn thu nhập thường xuyên. Theo hình ảnh bài viết cung cấp, các tiết quay nhạy cảm của nữ diễn viên này xuất hiện vào khoảng năm 2018 và bất ngờ được cập nhật gần đây nhất vào ngày 13 tháng 9 năm 2020. Bài viết còn tố cáo nữ diễn viên với từ ngữ khá gay gắt, tố cô dùng tài khoản có hãng nickname quen thuộc để giao lưu với người xem nhằm kiếm thêm thu nhập. Thậm chí, khi netizen thử tìm tên của tài khoản này trên mạng, Google sẽ tự động hiển thị các trang web người lớn khác với những hình ảnh không rõ ràng. Hiện cư dân mạng khắp nơi đang bàn tán rầm rộ đến tận sáng ngày 19 tháng 2 về vụ việc này. Tuy nhiên, ngay lập tức netizen Việt đã chia làm hai luồng ý kiến, thi nhau tranh cãi nảy lửa giữa đêm. Bên chỉ trích nữ diễn viên này, bên lại chỉ ra rất nhiều điểm bất thường trong bài đăng tố cáo nói trên. Theo đó, netizen cho rằng việc người chất sex để ID tài khoản tên thật là bất hợp lý bởi đây vốn là vấn đề nhạy cảm. Một nữ diễn viên bất ngờ vướng nghi vấn có tài khoản chuyên dùng để chất sex, tuy nhiên netizen đã tìm ra khá nhiều điểm bất thường. Ngoài ra, netizen còn phát hiện ra rằng những video này hầu như được đăng tải và cập nhật vào khoảng tháng 9 năm 2020 và tháng 2 năm 2021 trên trang web đen. Đáng nói, đây là thời điểm nữ diễn viên này nổi tiếng với vai trò hot girl và cả ở thời điểm đã ra mắt với vai trò diễn viên. Tài khoản chat sex còn dùng hãng nickname công khai của nữ diễn viên này. Việc một người tên tuổi đang được chú ý có hành động sơ suất như vậy là khá bất hợp lý, không khác gì tự hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp. Chưa hết, Thánh Soi còn chỉ ra những hình ảnh về nhân vật nữ trong đoạn clip nóng cũng có nhiều đặc điểm khác với nữ diễn viên trẻ tuổi được nhắc đến. Do đó, không ít khán giả tin rằng bài đăng kia là giả. Trước đó, sau khi nổ ra ồn ào tình ái với Sơn Tùng MTP, antifan cũng liên tục kêu gọi tẩy chay Hải Tú vì những tấm ảnh nude phản cảm. Chỉ sau một đêm, người đẹp vừa gia nhập công ty MTP Entertainment của Sơn Tùng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Nhiều hội nhóm anti cũng được sinh ra chỉ nhằm mục đích tấn công Hải Tú. Quân đoàn anti đông đến mức đã giúp cho Hải Tú nhanh chóng giật được vị trí người bị ghét nhất Vbiz với số lượng lên đến hàng trăm ngàn lượt theo dõi.